Crew số sàn 2017, chuẩn đồng hồ 34.000 km, 1.1 độ C, trải nghiệm tốt, đầm chắc, bền form, giữ dáng. Và điều đặc biệt, chiếc xe đi quá ít, rất đẹp, không một lỗi nhỏ anh chị nhé. Và mẫu xe này siêu thị ô tô Bình Dương đang niêm yết mức giá là 355 triệu cho một chiếc xe đi đúng đồng hồ, không một lỗi nhỏ, rất là đẹp, liền nạc mọi chi tiết, biển Sài Gòn rồi. Nên là anh chị nào mình hộ khẩu Sài Gòn sẽ đỡ ngay được tiền biển số 20 triệu. Nếu chị nào đang quan tâm về một chiếc xe tầm tiền trên 300 triệu một chút thì đây xứng đáng là một lựa chọn tốt nhất ở một mẫu xe phân khúc C. Thì không có một mẫu xe nào có tầm tiền êm ái như mẫu Chevrolet Crew anh chị ạ. Và khả năng trải nghiệm, độ cách âm của Chevrolet Crew thì không thua kém bất cứ dòng nào. Thậm chí em An còn đánh giá cao hơn ở khả năng trải nghiệm của xe này. Em đã được trang bị ghế da rồi, đúng 34 ngày, rất là đẹp. Một chiếc xe 4 năm sử dụng nhưng chủ xe đi rất là ít, nên là xe cũng như mới đó, mới tinh luôn. Các củ số vô lăng gần như chưa có vết bóng mòn rồi cả. Đó. Trần mỉ zin sạch sẽ chị nhé. Ghế da nội thất màu đen 27, hàng ghế sau rất là rộng rãi, thoải mái cho chị ngồi nhé. Form dáng cực kỳ.